Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông trong sáng ngày 24 tháng 3 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk. Clip do khán giả Đắk Sa có số điện thoại 0902 3 số cuối 293 cung cấp. Hàng trăm hecta cà phê của người dân xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng rơi vào cảnh khô héo do hồ thủy lợi xả nước sớm. Phản ánh của khán giả Diệp Trần Long số điện thoại 0919 3 số cuối 174. Tình trạng các lò mổ xả thải trực tiếp ra môi trường đang gây ô nhiễm cho người dân đường Tân An, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phản ánh của khán giả Thiên Bình có số điện thoại 0934 3 số cuối 028. Rác thải từ chợ tự phát được tập kết ngay tại ngã ba đông người qua lại của khu dân cư gây ô nhiễm môi trường tại xã Hành Thiên, huyện Hành Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Phản ánh của khán giả Nguyễn Lê Quý, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân xã Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định nô nức tham gia lễ hội cầu ngư. Chia sẻ của khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056. Phương pháp tái chế dầu nhờn thải an toàn đã được hai học sinh trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa nghiên cứu thành công. Chia sẻ của khán giả Vũ Ngọc Khánh, số điện thoại 0963 3 số cuối 525. Cụ bà 80 tuổi hàng ngày vẫn trèo hái và đạp xe đi thu mua cau tại nhiều vùng trong tỉnh Khánh Hòa. Chia sẻ của khán giả Tâm Nguyên có số điện thoại 0945 3 số cuối 684. Chuyển sang nội dung chi tiết. Thưa quý vị, khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 3 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe tải khiến hai người bị thương nặng. Một số hình ảnh về vụ việc này đã được khán giả Đắk Sa có số điện thoại 0902 3 số cuối 293 cung cấp tới chương trình. Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 47P2332 do tài xế Trương Xuân Trường, 41 tuổi, trú tại huyện Krông Năng điều khiển theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột, Gia Lai. Khi qua đường thì bị xe ô tô tải biển kiểm soát 47C06913 chưa rõ danh tính tài xế đang lưu thông cùng chiều với tốc độ cao đâm vào sau đuôi. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải biển kiểm soát 47C06913 bị móc sâu, vỡ nát phần đầu, nhiều mảnh vỡ vụn rơi vãi trên đường. Riêng chiếc xe tải do tài xế Trường điều khiển bị hư hỏng phần thùng. Nhận được thông tin, cảnh sát giao thông thị xã Buôn Hồ đã có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin mà khán giả Đắk Sa cung cấp thì cú đâm mạnh làm tài xế xe tải mang biển kiểm soát 47C06913 cùng phụ xe bị thương nặng, được người dân khu vực đưa đi bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khán giả Đắk Sa còn ghi nhận thêm một vụ tai nạn khác trong sáng cùng ngày tại tuyến đường này. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 3, sau giờ tan học, một em học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Ngô Mây thuộc địa bàn thị xã Buôn Hồ điều khiển xe đạp điện qua đường thì bị xe gắn máy mang biển kiểm soát 47B121072 phóng nhanh đâm phải. Hậu quả, cả em học sinh và người đàn ông trên xe máy phải nhập viện. Nhận được thông tin, cảnh sát giao thông thị xã Buôn Hồ đã có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ vụ tai nạn này. Người dân chứng kiến cho biết người đàn ông điều khiển xe gắn máy đã bị ngã đập đầu xuống đường, chảy nhiều máu, co giật, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, cũng giống như nông dân tại nhiều tỉnh thành khác, mùa khô năm nay người làm nông nghiệp tại thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang rất khó khăn khi phải tìm nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng. Theo phản ánh của khán giả Diệp Trần Long có số điện thoại 0919 3 số cuối 174 thì tình trạng càng bi đát hơn khi hồ thủy lợi Ông Pảng ở địa phương xả nước sớm để đánh bắt cá. Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ đây là hồ thủy lợi. Hồ đã cạn chờ đáy,
chỉ còn lại lớp bùn đất và gạch đá lởm chởm. Cây cỏ dại mọc trên những bãi bồi tại đây cũng đang dần chết khô. Người dân đã có thể đi bộ trên lòng hồ. Một số người cố vớt vát bằng cách đào những hố nhỏ dưới lòng hồ với hy vọng sẽ giữ được chút ít nước để tưới cho cây trồng. Cách đó một con đường đất, vườn cà phê của người dân đang chết khô, cành lá héo quắt, đang rụng gần hết. Theo phản ánh của khán giả Diệp Trần Long thì năm nay, lượng nước dự trữ tại hồ thủy lợi Ông Pảng không nhiều như mọi năm, tuy nhiên cũng đủ giúp cây trồng của người dân trụ vững trong những ngày khô hạn kỷ lục này. Thế nhưng từ sau khi ban quản lý hồ quyết định xả nước để đánh bắt cá, mặc cho vườn cà phê của người dân vẫn chưa được tưới đủ đã khiến hàng trăm hecta cà phê của người dân thôn Tân Nghĩa rơi vào cảnh héo úa. Hiện nay ngoài việc đào giếng tìm nguồn nước hay là đào hố giữa lòng hồ để tích chút nước ít ỏi thì nhiều hộ dân cũng đã phải dựng chòi ngay tại vườn cà phê để canh nước. Rất mong ban ngành chức năng địa phương sớm quan tâm tìm biện pháp hỗ trợ người dân thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vượt qua thời điểm khó khăn này. Nhiều ngày qua, người dân ở đường Tân An, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang phải hứng chịu dòng nước thải từ các lò mổ heo trong khu vực thải ra, tạo thành ao máu, mương máu, bốc mùi hôi tanh triền miên trong khu dân cư. Khán giả Thiên Bình có số điện thoại 0934 và số cuối 028 cho biết, tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn dấy lên lo ngại về tình trạng dịch bệnh tại địa phương. Theo người dân sinh sống ở khu vực này, tình trạng các lò mổ heo xả nước thải tạo thành mương máu, áo máu đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho các hộ dân sinh sống dọc ranh giới các dự án và nặng nhất là người dân tổ 2 An Nam, đường Tân An. Thậm chí nhiều hộ dân còn bị ngập úng. Hiện có hơn 500 hộ dân ở khu vực này đang phải sống trong môi trường ô nhiễm như vậy. Được biết, con mương thoát nước từ cánh đồng Phước Hải ra sông Quán Trường tồn tại rất lâu tại khu vực này đã bị dự án các khu đô thị san lấp mất. Mất đường thoát nước, máu heo từ ba lò mổ trong khu phố xả ra đọng lại thành ao tù bốc mùi hôi thối, rồi muỗi xuất hiện ngày càng nhiều. Đến khi trời mưa thì nước trộn với máu dồn ngược trào lên gây ngập úng nhiều nhà, làm cho bà con rất bất an. Khán giả Thiên Bình cho biết thêm, người dân đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền bằng nhiều phương thức khác nhau. Tuy nhiên đến nay thì tình trạng này vẫn chưa có gì thay đổi. Các lò mổ vẫn đều đặn xả nước thải ra mương gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, trên đây là nội dung phản ánh mà chương trình nhận được từ khán giả Minh Tâm. Đối với vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường Phước Hải và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Nha Trang đề nghị vào cuộc xác minh làm rõ. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Nguyễn Lê Quý, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Chị Quý cho biết lâu nay người dân thôn Phú Lâm, xã Hành Thiên, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi phải chịu cảnh sống chung với rác thải từ chợ tự phát. Hàng ngày khi chợ tan, rác lại được tập kết ngay trước khu dân cư. Đây là hình ảnh được ghi lại tại thôn Phú Lâm. Một đống rác thải dù đã được bọc kín nhưng vẫn bốc mùi, cùng với ruồi nhặng bù kín được đặt ngay khu vực ngã ba nhiều người qua lại.
đang lên cà tấu. Theo phản ánh của người dân, dù hàng ngày mỗi khi tan chợ, rác đều được đem ra đây đổ. Tuy nhiên, phải 5 đến 7 ngày sau mới có người xuống thu gom. Rác lưu cữu lâu ngày là điều kiện lý tưởng để các loại ký sinh trùng sinh sôi và phát triển, cũng là nơi để mầm bệnh phát tán. Khu vực ngã ba này có rất nhiều người qua lại. Mỗi lần ngang qua, anh ấy đều nín thở và đi thật nhanh. Thưa quý vị, với nội dung phản ánh này thì chương trình cũng sẽ liên lạc với Ủy ban Nhân dân xã Hành Thiên đề nghị xác minh làm rõ và xử lý. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Đã thành truyền thống vào ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm, bà con ngư dân Vạn Nam Hải lại long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư hay còn gọi là lễ hội Nghinh Ông. Đây là dịp để người dân vùng biển Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng tưởng nhớ về công ơn của thần linh Nam Hải. Lễ hội cầu ngư cũng là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển. Một số hình ảnh tại lễ hội này đã được khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056 ghi lại và chia sẻ tới chương trình. Những hình ảnh được ghi lại tại Lăng Nam Hải thuộc thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, sáng ngày 24 tháng 3. Sau phần khai lễ tại Lăng Thờ Ngư Ông, đoàn nghi lễ bắt đầu xuống thuyền, thẳng hướng về phía biển. Khu vực được chọn để bắt đầu lễ Nghinh Ông là giữa đầm Thị Nại. Suốt quá trình Nghinh Ông từ biển vào lăng, chèo bá chạo là một loại hình nghệ thuật được sử dụng xuyên suốt. Đây cũng là hoạt động đặc sắc, thu hút sự chú ý nhất của lễ hội. Theo tìm hiểu của khán giả Bùi Sinh thì tục thờ cá ông được xuất phát từ tín ngưỡng của dân tộc Chăm. Vị thần tên là Cha Hai Va vì quá nôn nóng trở về xứ sở sau thời gian khổ luyện phép thuật đã cãi lại thầy của mình và tự ý biến thành cá voi. Từ đó mỗi khi có thuyền lâm nạn, vị thần đều nâng đỡ và đưa người lâm nạn vào bờ. Trong lịch sử triều Nguyễn có ghi lại, khi chúa Nguyễn Ánh bôn tàu ngoài đảo Phú Quốc Kiên Giang bị bão lớn, thuyền sắp đắm, ông đã cầu nguyện và được cứu thoát nạn. Sau khi phục quốc lên ngôi, vua Gia Long, tức chúa Nguyễn Ánh, phong cho cá voi là Nam Hải cự tộc Ngọc Lân thượng đẳng thần. Những người dân vùng biển tôn vinh cá ông thành một vị thần rất đỗi linh thiêng, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi gặp sóng to gió lớn, thuyền bị đắm, con người bị hiểm nguy đe dọa. Với niềm tin sâu sắc của ngư dân về thần linh Nam Hải đã bao lần cứu thuyền, cứu người thoát khỏi hiểm nguy trên biển, nên mỗi khi có cá ông kiệt sức hay linh ngư mắc cạn, tốp bờ, bà con ngư dân đều lập đàn cúng tế, lập điện thờ, xem như việc đền đáp nghĩa ân cứu thuyền, cứu người lúc hiểm nguy bão tố. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ thực trạng nhiều cơ sở sản xuất thải dầu nhờn đã qua sử dụng ra môi trường gây ô nhiễm, hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa là em Nguyễn Đức Minh lớp 10 chuyên Hóa và em Lê Ngân Hà lớp 10 chuyên Ngoại ngữ đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp tái chế dầu thải an toàn. Với đề tài này, các em đã giành được giải nhất lĩnh vực hóa học trong vòng chung kết phía Bắc cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016 do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 vừa qua. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phương pháp này qua clip chia sẻ của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525. Đây là mô hình tái chế dầu nhờn thải của hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa là em Nguyễn Đức Minh, học lớp 10 chuyên Hóa và em Lê Ngân Hà, lớp 10 chuyên Ngoại ngữ được trưng bày tại vòng chung kết phía Bắc cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015-2016. Ba mẫu vật gồm dầu nhờn gốc, dầu nhờn thải và dầu nhờn tái sinh được đặt trên bàn đã gây sự chú ý của nhiều người tham quan. Mặc dù trời lạnh, nhưng mình lại toát mồ hôi vì phải liên tục giới thiệu cho mọi người về phương pháp LSR-10 là tên viết tắt về cách tái chế dầu nhờn thải an toàn. Quy trình tái chế dầu nhờn thải của Minh và Hà được thực hiện gồm nhiều công đoạn. Sau khi phân loại dầu thải theo mức độ ô nhiễm,
PM đem lọc qua máy ly tâm và xử lý bằng clophane là nhựa thông và một vài hóa chất khác rồi lắng ủ, loại bỏ cặn tái sinh. Quy trình tái chế rất đơn giản đã giúp các em thu được lượng dầu nhờn tái sinh sạch. Kết quả kiểm nghiệm tại Trung tâm Phụ gia dầu mỏ thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Hà Nội đã cho thấy mẫu dầu nhờn tái sinh của Minh và Hà đạt tiêu chuẩn SN500 dành cho dầu gốc thuộc API nhóm 1 do Viện Nghiên cứu Dầu mỏ của Mỹ quy định. Nhiều phương pháp tái chế dầu tôi sẽ bỏ chứ nhiều thải. Thì trước đây ở nhà em thì có nhiều sửa chữa xe máy và họ sau khi thu được dầu nhờn thì họ đổ ngay thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên. Đó là dầu nhờn trên thực tế thì nó có thể tái chế được và chính vì vậy đã suy nghĩ và bắt tay làm việc ngay sau khi vừa vào trường Lam Sơn và để làm sao để tái chế được dầu thải thành một chất nào thành dầu gốc có chất lượng cao để đem vào sử dụng cách hiệu quả nhất, không để lãng phí đi được nguồn tài nguyên quý giá. Và trong quá trình của em làm thì chính đây bọn em đã mang những mẫu dầu đi phân tích Hà Nội và phải đợi từ 4 ngày, 1 tuần để có thể thu được những mẫu dầu có chất lượng đạt tiêu chuẩn API nhóm 1 do Viện Nghiên cứu Dầu mỏ Hoa Kỳ quy định. Qua trò chuyện, khán giả Ngọc Khánh được biết, vào giữa năm 2015, sau khi thi đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, em Nguyễn Đức Minh, lớp 10 chuyên Hóa đã cùng em Lê Ngân Hà, lớp 10 chuyên Ngoại ngữ, nghiên cứu phương pháp tái chế dầu nhờn thải an toàn. Mình cho biết quyết tâm thực hiện đề tài này sau những lần chứng kiến một số thợ sửa chữa xe máy đổ thẳng dầu nhớt xuống cống thoát nước gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù bị bố mẹ phản đối vì cho rằng đó là việc tầm phào, muốn hai em tập trung vào việc học, nhưng Minh và Hà vẫn quyết tâm thực hiện bằng được đề tài này. Theo anh Khánh được biết thì hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp tái chế dầu thải nhờn hiệu quả nhưng đòi hỏi chi phí đầu tư lớn. Ở nước ta, việc tái chế loại dầu này chưa được quan tâm. Một số cơ sở tự tái chế dầu nhờn bằng hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, chất lượng dầu tái sinh không đảm bảo được, đem bán trà trộn với sản phẩm mới. Vì vậy, phương pháp của Minh và Hà có những sáng tạo, đó là sự kết hợp sử dụng chất trợ lắng và chất hấp phụ để tăng chất lượng dầu tái sinh, có thể áp dụng cho các loại dầu thải có nguồn gốc khác nhau. Mình cho rằng sự thành công trong đề tài nghiên cứu này sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp tái sinh phát triển và hiện hai em đang tìm kiếm nhà đầu tư để áp dụng rộng rãi trên quy mô công nghiệp. Ở tuổi 80, cụ bà Lê Thị Nhuẩn, trú tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, được nhiều người biết đến với cái tên là bà Tư Cau. Bởi lẽ dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn gắn bó với nghề trèo cau. Khán giả Tâm Nguyên có số điện thoại 0945 3 số cuối 684 cho biết, không chỉ thu mua cau tại địa phương mà hàng ngày bà còn đạp xe đến các vùng lân cận để thu mua. Bắt đầu trèo cau từ năm 1962, cái nghiệp gắn với bà đến nay đã 53 năm. Dòng ruổi trên khắp đất nước, từ Bắc chí Nam, chuyện ăn bờ ở bụi, thời đó với bà là thường xuyên. Cho đến giờ, dù tuổi tác ít nhiều đã ảnh hưởng đến những chuyến đi xa, nhưng người ta vẫn thấy bà đạp xe trên các con đường nông thôn trong tỉnh để hỏi mua cau. Khi đã trao đổi giá cả và được chủ nhà đồng ý, bà lại bắt đầu công việc trèo cau quen thuộc của mình. Có quá thì thẻ một câu chứ con chụp. Rồi, con dính miếng rồi. Nghề trèo cau đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai. Đặc biệt, đây lại là một nghề nguy hiểm nên thường chỉ nam giới mới dám theo. Nhưng với bà Nhuẩn, mỗi ngày được trèo lên cây cau, hái từng buồng cau, lại thấy mình vẫn có ích, vẫn có khả năng lao động, phục vụ cuộc sống. Khán giả Tâm Nguyên cho biết thêm, nhiều người không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng bà leo trèo cắt và đưa từng buồng cau từ trên cây cao hàng chục mét xuống đất. Người lo ngại, kẻ lại tò mò, nhưng bà Nhuẩn thì vẫn tâm sự rằng nghề trèo cau đối với bà không chỉ là cách để mưu sinh mà đã ăn sâu vào máu thịt. Bà cho biết sẽ theo đuổi nghề này đến khi nào sức khỏe không cho phép.
Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Sáng ngày 24 tháng 3 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân đều xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao và thiếu quan sát, đã có 4 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Clip do khán giả Đắk Sa có số điện thoại 0902 3 số cuối 293 cung cấp. Cũng giống như nông dân tại nhiều tỉnh thành khác, mùa khô năm nay, người làm nông nghiệp tại thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang rất khó khăn khi phải tìm nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng. Tình trạng càng khó khăn hơn khi hồ thủy lợi cung cấp nước tưới cho hàng trăm hecta cà phê của người dân địa phương xả nước sớm để đánh bắt cá. Phản ánh của khán giả Diệp Trần Long có số điện thoại 0919 3 số cuối 174. Nhiều ngày qua, người dân ở đường Tân An, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang phải hứng chịu dòng nước thải từ các lò mổ heo trong khu vực thải ra, tạo thành ao máu, mương máu, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, triền miên trong khu dân cư. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn dấy lên lo ngại về việc bùng phát dịch bệnh tại địa phương. Phản ánh của khán giả Thiên Bình có số điện thoại 0934, 3 số cuối là 028. Từ lâu, khu vực ngã ba của thôn Phú Lâm, xã Hành Thiên, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trở thành nơi tập kết rác thải của chợ tự phát. Rác được lưu trữ từ 5 đến 7 ngày mới được thu gom, khiến ruồi muỗi phát sinh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực. Dân mong địa phương sẽ vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này. Phản ánh của khán giả Nguyễn Lê Quý, trú tại Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đã thành truyền thống, vào ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm, bà con ngư dân Vạn Nam Hải lại long trọng tổ chức lễ hội cầu ngư, hay còn gọi là lễ hội Nghinh Ông. Đây là dịp để người dân vùng biển Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng tưởng nhớ về công ơn của thần linh Nam Hải. Đây cũng là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển. Chia sẻ của khán giả Bùi Sinh có số điện thoại 0979 3 số cuối 056. Xuất phát từ thực trạng nhiều cơ sở sản xuất thải dầu nhờn đã qua sử dụng ra môi trường gây ô nhiễm, hai học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa là em Nguyễn Đức Minh, lớp 10 chuyên Hóa và em Lê Ngân Hà, lớp 10 chuyên Ngoại ngữ đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp tái chế dầu thải an toàn. Hiện hai em đang tìm kiếm nhà đầu tư để áp dụng rộng rãi trên quy mô công nghiệp. Chia sẻ của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963, 3 số cuối là 525. Dù đã 80 tuổi nhưng bà Lê Thị Nhuần, trú tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày ngày vẫn đạp xe đi khắp các vùng trong tỉnh để thu mua cau. Đặc biệt, bà còn tự mình trèo lên cây để hái cau. Công việc này gắn bó với bà đến nay đã được 53 năm và sẽ chỉ dừng lại khi điều kiện sức khỏe không còn cho phép. Chia sẻ của khán giả Tâm Nguyên có số điện thoại 0945 3 số cuối 684. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng sẽ được ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tại đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.